Danh ơi. Woo. Danh ơi. Woo. Danh. Danh. Ê, nói nghe, ngồi xuống. Trời ơi, mày vô quán tao làm như mày đi đâu vậy mày? Rình rình rập rập thấy gớm không? Tao đang có chuyện nè, nói nghe nè. Mày uống cái gì? Ăn cái gì? À, mày làm tao mấy món thôi. Món gì mới được? Mấy món dê đó. Thì quán tao bán thịt dê rồi, bây giờ mày... Quán ngồi ở đâu đây? Dạ, ghế nè chị. Ghế đi chị. Chờ tao chút nha, có khách. Chị ngồi đây đi chị. Ủa, nhìn gì chị? Quán sao không có cây dù che nắng vậy? Dạ, quán em để ngoài trời cho mát chị. Che nắng làm chi? Nắng thấy mồ luôn, để ngoài trời. Thì thay vì phải đi Vũng Tàu tắm nắng thì mình uống cà phê mình tắm nắng cũng được chị. Dạ, chị uống gì chị? Chị em hỏi chị uống gì, cứ đâu đâu gì xúc phạm chị đâu mà chị làm gì vậy chị? Cho chai bia đi. Trời ơi, chai bia, lấy bia. Bia, uống bia gì chị? Quên, không biết uống bia. Cho chai nước ngọt đi. Hỏi nước ngọt gì? Nước ngọt gì chị? Quán có cái gì? Dạ, qua, có cái đầy đủ chị, nước ngọt này, bảy ốp là Coca, là Pepsi, là cái gì cũng có chị. Xì tin. Dạ, xì tin uống có đá không chị? Không có đá. Dạ không, dạ không, nó hỏi xì tin vàng hay xì tin đỏ? Dạ, xì tin dâu á. Có gì lấy đó. Dạ, xì tin dâu gì ha? Coi nè, cái quán này, cái ghế ngồi đâu mà muốn té luôn à. Dạ. Mày uống gì tao lấy luôn rồi, đi mệt quá. Thôi, làm tao đồ ăn đi, rồi chút ra. Làm đi. Giỡn gì? Dạ không. Quen không? Dạ không quen. Không quen sao giờm? Dạ thấy chị lạ em nhìn. Lạ gì hả? Lạ gì lạ? Dạ, vô quán nước mà bịt mặt lạ. Dạ chị ơi, chị ấy. Chị áo hường ơi, chị áo hường. Dạ cho phép em đem cái chai xì tin màu hường qua bên chị nha chị. Qua đi. Dạ. Dạ mời chị. Khui chưa? Khui luôn rồi. Cảm ơn. Trời ơi, cái bà nội bả làm gì căng dữ vậy? Trời, uống nước mà ghê vậy. Ôi trời, nói chung là khách có nhiều dạng khách lắm, tệ người ta đi. Ê, xong chưa? Xong rồi. Ê, lo Vũ tao coi. Vũ gì? Nói nghe nè. Mày rành về mấy vụ mà sinh đẻ không? Rành sinh đẻ đó, mày hiểu gì về mà cái mà kiến thức về sinh đẻ không? Đẻ! Cái gì vậy? Ê, Hùng. Hả? Mày đừng có nói với tao là mày làm cho cái con nhỏ nào mà nó lỡ. Cái gì? Lỡ? Cái gì? Trời ơi! Ê, đâu? Cái bàn không có dựng, đập một cái là nó đổ cái chai người ta hả? Trời ơi, chị đập cái nào mà không đổ chị? Nói tiếp đi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì nè? Nhưng mà mày làm cái con nhỏ nào vậy rồi phải không? Có đâu, chị đẻ gì? Luôn rồi. Trời ơi! Đẻ đâu nào mà nhanh như vậy, mày làm gì mà con ta đẻ luôn vậy? Trời ơi, mày quá đáng lắm nha, mày quá không đáng phải. Như là đẻ luôn, bây giờ tao nhờ mày nè. Mày nấu mấy cái món cho, có nghĩa là người ta đang chuẩn bị đẻ, hiểu chưa? Đẻ rồi mua mấy cái món. Tức là đẻ hay là chưa đẻ? Đẻ rồi. Đẻ rồi đúng đẻ không? Đẻ rồi mới chết tao nè. Tự nhiên dính luôn. Mày hư quá. Mày thì cứ mày vô tốn biết sao chưa cuối hỏi vậy trơn. Trời. Vậy nè, bây giờ mày tức là mày muốn qua mày nhờ tao nấu cái món mà để mà ăn uống. Ừ cho không? Ừ, bổ dưỡng cho sức khỏe đó. Rồi chút tao làm cho, mệt quá. Vậy hả? Thôi nữa. Rồi. Mà chú uống miếng nào mà đổ hết chai xì tin nữa. Cái gì vậy? Cái gì chị? Chị ơi. Cái này uống làm sao? Trời ơi, thì chị ơi. Chị có hút đó chị. Chị đem hút chị bỏ vô miệng chị uống. Hút lên, được chưa chị? Sao hút? Ê, mày thấy bà này lạ không? Lạ lắm. Lạ không? Lạ. Ừ. Lần đầu tiên tôi thấy uống nước mà đeo khẩu trang sao uống? Đây chị. Hèn gì nãy giờ khát nước mà muốn uống không được. Chị muốn uống không? Sao? Kéo mắt kiến xuống. À.
Bỏ luôn đi. Không, đeo vô. Đeo mắt kiến vô. Không, đeo vô không được. Cởi khẩu trang ra uống. Cởi ra người ta nhìn thấy mặt tôi làm sao? Gì? Rồi, hiểu luôn. Rồi, uống được rồi đó. Hiểu rồi. Trời ơi, tôi nói... Ủa, hút không được. Trời ơi, chọt vô cái ly chị ơi. Được chưa chị? Ok. Trời đất ơi, hiểu rồi. Tao nói đầu năm tao đi coi bói nha. Tao đi coi bói, tao nói là bà chủ quán mà nói là khai trương quán này là cực lắm nha. Chưa hết là thấy cực lắm rồi đó. Thiệt tình mới khai trương có mấy ngày gặp cái cô hồn các đảng ôn dịch gì đâu không mà. Nói cái gì đó? Không có, y nói là gặp nhiều người khách lạ quá. Nói chuyện tiếp đi. Dạ. Rồi sao? Giúp tao được chưa? Được không? Thì giờ tôi ra thì tao nấu mấy món cho mày thôi chứ có gì đâu vậy? Nhưng mà nhờ mày tư vấn cho tao mấy cái vụ đó, tao bây giờ rối quá rồi. Tư vấn gì nữa? Trời ơi là... Cái gì? Có nghĩa là... Là có bầu rồi, đẻ rồi. Mà bây giờ tao không có biết làm sao hết. Tao chưa bao giờ dính vô cái hoàn cảnh này, hiểu chưa? Nói chung là bây giờ tao biết là lỡ đẻ rồi đúng không? Đẻ rồi, bây giờ tao sẽ nấu một vài món cho ăn để bồi bổ cho bà bầu rồi có sữa cho em bé nữa đúng không? Ông làm cho tôi mấy món, hiểu chưa? Cho người phụ nữ đẻ ăn bồi dưỡng sức khỏe, hiểu chưa? Thì biết rồi, ý tôi nói là tao biết là làm cho bà bầu bả quên bà bầu bả đẻ rồi. Nhưng mà cái này là không phải là của tôi, nhưng mà người đó là đẻ. Thì ông đâu có đẻ được đâu, thì cái người khác người ta đẻ về nhờ nấu, là tức là ông nhờ tôi nấu rồi đem qua cho người khác đúng không? Đúng rồi, nhưng mà cái trách nhiệm là trách nhiệm của tôi nè, tôi chịu trách nhiệm. Xí đi, qua cái vấn đề khác đi. Cái gì đâu mà nói nãy giờ có một vấn đề mà không ra được là sao? Ủa chị ơi chị, cái này là chuyện của tụi tôi mà chị, sao nhiều chuyện như vậy? Xin lỗi nha, chỗ tôi bên này. Trời đất ơi, nhiều chuyện gì đâu. Rồi nói tiếp đi. Chị ơi chị. Gì? Lột khẩu trang được không chị? Làm gì lột? Trong cái quán này có cấm đeo khẩu trang hả? Dạ không có, nhưng mà ý nói là ngồi đâu cần phải đeo khẩu trang, đâu có xe cộ khói bụi gì đâu chị. Tôi thích được không? Được không? Thích thì lấy luôn hai cái đeo đi. Cho mượn cái nó đi. Không có. Trời ơi, sao mà tim với bà này dễ sợ luôn á. Nhìn bà này quen rồi. Quen không? Quen không? Quen không ta? Mắt lòi là thấy quen nè. Trời, tao không thấy quen. Hả? Tao cũng thấy quen luôn. Mắt bả lòi. Mắt lòi y chang mắt mày. Đồ gì quá. Hai người nãy giờ không nhìn ra tôi đúng không? Tôi quá trang hay quá, hai người không nhìn ra tôi luôn đúng không? Ủa, chị bịt khẩu trang thôi mà quá trang gì đâu. Ủa vậy hả? Ờ. Nhìn đi. Thấy chưa? À, kêu xe tới nhanh lên. Người quen của mày hả? Hốt bả lên biên hòa. Cái gì? Bị khùng. Cái gì? Nói cái gì đó? Cái gì? Dạ. Nói tôi khùng hả? Dám nói tôi. Quán em mất cả trương chị gì, xin lỗi. Sao quỷ gì chửi tao khùng, người ta quậy quán tao cơ mày. Trời ơi, chứ còn gì nữa, kêu bả lột khẩu trang, bả lột bịch đi đâu ai biết được. Chưa thấy hả? Chưa thấy phải nói. Chuẩn bị nha. Ê! Thấy chưa? Chưa thấy luôn. Trời ơi, mày nhìn kỹ lại đi. Trời ơi, kêu người ta lột khẩu trang ra, nghĩ sao né chỗ khác rồi sao nhìn thấy mặt tôi. Tưởng chị quăng cái gì ra, ai biết, làm đấy. Chuẩn bị nè, em nếu mà hai ba là chị dở liền nha chị. Rồi. Một, hai, ba. Chưa thấy luôn, đang bịch, chưa thấy. Chưa mở lấy gì thấy. Trời ơi, mở đại đi, mệt quá. Có khẩu trang thôi mà chị. Ờ, vậy đi. Quen. Người quen của mày hả? Ừ. Trời ơi, quen gì thì bên này. Hội phụ nữ nè. Ai? Tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi tên Lan, trợ lý tổ trưởng tổ phụ nữ ở xóm mình. Trời ơi, bả trợ lý mà từ nãy giờ tôi muốn trợ tim với bả luôn. Trời, cái gì vậy chị? Thôi chị ngồi xuống giùm em được không chị? Ủa mà làm gì chị rình tụi tôi vậy? Cái gì? Mấy người không biết tại sao tôi vô đây đúng không? Không biết tại sao đúng không? Dạ biết chứ chị. Tại sao? Khát nước. Sai. Chứ sao chị? Thì tại sao chị? Tại anh. Ủa sao tại tôi? Ngồi xuống đi. À. Ủa sao tại tôi chị? Anh không biết là tôi đang theo dõi anh hay sao? Trời ơi, tao nghi từ nãy giờ rồi, tao nghi rồi. Mày nín coi. Nín cái gì mà nín nằm mày nha. Mày làm ha, con gái của người ta ha, là có bầu xong mày đẻ ra, bây giờ để người ta theo dõi tới tận nơi đây. Có phải cái người đó là em của chị đúng không? Em của chị đúng không? Thằng này là nó. Trời ơi. Cho nhỏ người ta có bầu xong mày đẻ ra đúng không? Em của chị đúng không? Mày giờ nín cái mày được chết. Không lẽ mày đã nghi ngờ tao là người vậy hả? Từ từ để tao hỏi coi. Em tên gì? Dạ em tên Danh chị. Em tên Danh hả? Dạ. Em rất là dễ thương. Cảm ơn chị.
Không thôi bây giờ vậy. Sao chị? Em đi ra ngoài cái chỗ ngã tư á. Đó, cái chỗ mà có cái xe hủ tiếu của em. Ủa, em chi, thấy chị? Không? Thấy, thấy. Em kêu người ta lấy ra một tô miếng, bỏ bò viên vô nha. Ăn tô nó đi xong về nói chuyện với chị. Ủa chi vậy chị? Ăn vô, quăng miếng cho nó có viên chút xíu. Em vô viên quá. Ủa vô viên gì chị? Em vô viên mà em còn nhiều chuyện đó. Em biết cái chuyện gì của người ta mà em nói. Em nói tới lìa vậy hả? Bật bật bật. Chị Lan à, tôi làm cái gì mà hồi sáng tới giờ chị đi theo dõi tôi? Cái gì? Tại sao kêu tôi bằng chị? Hả? Tại sao kêu tôi bằng chị? Tôi lớn hơn mấy người bao nhiêu tuổi? Lớn hơn có 2 tuổi thôi. Kêu bằng chị cái gì? Ý bà kêu á, mày kêu bà bằng má luôn đi. Nói cái gì đó? Em ra ngã tư em ăn thêm miếng hủ tiếu nữa đi em. Có bò viên nữa phải không chị? Ừ, cho nó tiếu tiếu xíu. Ủa mà bây giờ xưng hô như thế nào đây? Tôi với mình đi. Rồi, rồi, rồi. Gài hàng, gài hàng. Mày xưng đi, mày nói thử coi. Từ sáng tới giờ tôi làm gì mà mình theo dõi tôi vậy? Chơi. Tao nói là bị gài hàng mà. Tôi với... Ê, bớt giận. Mình ơi, bớt giận mình ơi. Nó vô duyên quá. Mấy người không biết tại sao mà tôi theo dõi mấy người hả? Mấy người tới đây làm cái gì? Mày tới đây làm cái gì? Em biết chị, em biết chị. Làm gì? Khá. Dạ em ăn 2 tô. 2 tô hay gì ha? Nói. Tôi rời đây là tôi hỏi người ta, những người hiểu biết, những người hiểu biết về là cái gì gọi là kinh nghiệm về sinh sản, tôi hỏi người ta. Thấy chưa? Cái gì nữa? Vậy là tôi theo dõi anh đâu có sai. Tôi theo dõi anh đâu có sai, đúng không? Anh bây giờ anh làm con gái người ta có bầu, người trời ta ơi, đẻ luôn, bây giờ anh mới có trách nhiệm, đúng không? Mà anh dụ dỗ ai? Anh dụ dỗ vợ của bạn anh. Mà vợ của ai? Vợ của thằng Tuấn, con Linh, đúng không? Trời ơi, đâu phải, cái gì? Cái gì? Con Linh vợ thằng Tuấn làm mày làm có bầu hả? Chứ phải thằng Tuấn làm có bầu hả? Chứ còn cái gì nữa? Nếu như mà không phải con, ổng đâu có lo như vậy. Không phải vợ, ổng đâu có lo như vậy. Trời ơi, bình tĩnh, trời bình tĩnh. Mày bạn bè chơi với nhau mà mày bình tĩnh đây, đây ta. Cái gì? Tôi là tôi nhân danh trợ lý tổ trưởng tổ phụ nữ nè. Tôi đúng, thấy bức xúc cho nên đúng, tôi phải đi theo dõi, tôi dắt mặt anh ra. Đúng, 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 chỉ làm đúng, chỉ làm đúng. Tao thấy bây giờ tao dắt mặt mày. Nín coi, để tao nói nè. Chị tìm hiểu kỹ chưa mà chị nói tôi vậy hả? Chị xúc phạm danh dự của tôi nha. Tại sao kêu chị nói rồi? À quên. Mình à. Ừ. Mình hiểu gì chưa? Mình hiểu gì không mà mình nói quan cái tôi vậy hả? Người ta là đồng ý là con Linh nó đẻ. Ừ. Nhưng tôi đâu chịu trách nhiệm. Nó đẻ chuyện nó. Trời ơi, mày quất ngựa truy phong. Mày làm tao có bầu xong mày không chịu trách nhiệm. Thiệt mày quá đáng. Thằng Tuấn là bạn của mình. Thằng Tuấn ba mình chơi thân từ nhỏ tới lớn mà mày làm vậy mày coi không được chút nào hết trơn. Trời, tao thì tao nói. Mày nín. Để tao nói coi. Mày ngồi xuống đi. Thằng Tuấn nó đi công tác, đúng chưa? Thôi, đừng có xạo với tôi. Bây giờ người ta đi công tác xa rồi. Bây giờ không có ba mặt một lời cho anh muốn nói gì, nói gì. Tại sao tôi hỏi anh? Tôi hỏi anh tại sao hồi hôm qua tôi đứng ở trước cửa nhà tôi nghe hai người làm cái gì ở trong nhà. Làm cái gì ở trong nhà mà con Linh nó rên dữ vậy? Trời ơi! Trời ơi! Có bầu mà còn làm cho người ta rên. Trời ơi! Không phải! Đẻ rồi! Mới đẻ mà làm cho người ta rên nữa! Trời ơi! Danh ơi! Bình tĩnh để tao nói. Bộ nghe rên luôn hả? Rên! Rên sao? Trời ơi, mày quá lắm rồi. Đừng có chối. Trời ơi, Lan ơi là Lan. Làm ơn đi Lan ơi. Lan nghe kỳ quá à. Chứ còn nữa nó rên nó còn đau quá, đúng không? Thì đúng. Đừng có chối. Thì đúng là người ta bị đau bụng người ta rên. Ai rên như bà vậy? Hả? Chứ rên sao? Mà mày làm cái gì mà ta đau bụng mà người ta rên? Đó, đúng rồi. Trời cái này ơi, mới là đáng nói nè. Đau bụng trên, bị đau bụng trên. Mà tại sao đau bụng? Ai biết đâu cho nên rối quá bây giờ mới qua hỏi mày tìm cách nào là để cho bớt đau bụng nè. Bây giờ thằng... Nín đi! Hả? Nín đi! Cái gì vậy? Chồng người ta đi xa. Chồng người ta không lo thì thôi, mắc mớ gì anh lo. Vợ là vợ người ta, không phải vợ anh. Bà nín á. Bà không biết gì. Thằng Danh nè, thằng Tuấn với tôi là bạn thân với nhau đúng chưa? Bây giờ nhà người ta, vợ người ta đẻ nhưng mà người ta phải đi công tác, không có ai ở nhà, nhờ tụi tôi qua lo. Tụi tôi là những người bạn tốt, qua lo. Qua lo rồi bà đi rình rồi bà nói tôi vậy đó hả? Ngụy biện.
Người ta nhờ là nhờ một thôi. Mình có lo, mình lo một thôi. Còn mình nhiệt tình quá, mình lo tới 10 là mình có ý đồ với vợ người ta. Chị, xí cho em nói đi chị ơi chị. Kỳ này em có duyên không? Dạ, em nói bình thường. Dạ, em nói bình thường đó chị. Ừ, còn nếu mà muốn miếng thì thôi ra ăn tô miếng đi, hãy vô nói chuyện với tôi nha. Dạ, chưa? Dạ, không phải đâu chị, tự vì á thằng Hùng nó đúng đó chị ơi. Tự vì Tuấn cũng trước khi đi mà nó cũng có nhờ em nói là coi giùm vợ nó, coi lỡ có đẻ thình lình thì gọi điện thoại cho nó là chăm sóc giùm. Ba em chơi thân với nhau, nhưng mà thằng Hùng nó đúng á, là nó đúng như vậy là em xác nhận là đúng đó chị. Đúng rồi nè, tôi qua đây nhờ nó nấu mấy món ăn nè, chữa bệnh nè. Phải không? Đúng rồi chị. Chữa bệnh đau bụng. Nhờ em nấu ăn chữa bệnh nè. Tại sao không chịu nói sớm? Cái gì vậy? Đi sớm gì chị? Tại sao không chịu nói sớm? Chị có cho ai nói gì đâu, chị nhảy với họng ta không à? Đáng lẽ cái vấn đề này mình phải đưa ra công luận mình nói chứ. Trời ơi, cái gì chị, cái chuyện bạn bè nhờ. Đừng có để người ta hiểu lầm như vậy, tội nghiệp người ta chứ. Nãy giờ la cũng mệt vậy. Đây nè, người này là người đó nè, nó có đi học, nó biết về những người phụ nữ đẻ cần ăn những cái gì cho bổ dưỡng nè. Sao? Trời ơi, mở quán ăn, quán nước thôi mà làm như bác sĩ vậy biết. Dạ đúng rồi chị, dạ chị, em là đầu bếp, em mở quán nước, mở quán ăn. Nhưng mà em có bằng lương y chị. Có bằng lương y xong mở phòng mạch đi. Trời ơi, chị làm như mở phòng mạch là dễ lắm á. Giấy phép lum la trơn trọi đó. Em quyết định là em đi theo con đường khác của em chị. Em vẫn tiếp tục làm nghề đông y. Tức là em sẽ đem những cái bài học đông y á, mà em sẽ áp dụng vô cái món ăn. Xong rồi em mở cái quán ăn này ra đó chị. Mà để em nấu cho người ta ăn. Xong rồi người ta ăn những cái món ăn mà theo bài thuốc đông y thì cũng tốt chị, đúng không? Đâu phải nhất thiết là phải đi học là phải làm bác sĩ đâu chị. Dễ quá. Thiệt mà trời ơi, chúng tin hả? Bây giờ nói tôi không tin, phải có cái ví dụ hoặc là thú vị tôi mới tin. Dạ bây giờ thí dụ mà chị cho nói chị. Cái gì? Chị hỏi đi. Bây giờ tôi cho mình thí dụ để tôi trả lời. Tôi trả lời luôn cho. Sao? Mình thí dụ cái gì đi? Thí dụ như là bây giờ mình hay ra mồ hôi tay, mồ hôi chân thì mình ăn cái gì cho hết? Ra mồ hôi tay, mồ hôi chân. Đúng. Có rồi. Cái gì? Ăn cái gì? Mày ta lanh qua đây. Qua đây. Lên với sợ. Mày có học đông y không? Đấy. Nhiều chuyện. Nè chị, tôi nói chị nghe nè chị. Nếu mà thí dụ mà mình ra mồ hôi tay mồ hôi chân đúng không? Mình ăn thịt dê, 200g thịt dê nè, mình chung với là đương quy nè, xong rồi á là gừng tươi nè, xong rồi á gia vị rồi mình tùm lum lá trơn trọi đó. Mà mình trộn chung lại với nhau, mình hầm lên mỗi ngày mình ăn. Hiểu không? Hiểu chưa? Thì trả lời đỡ cái mồ hôi tay. Nó nghe nè. Bây giờ anh có thể ngồi xuống không, chứ tôi ngồi mà anh đứng tôi phải dòm lên, tôi khó chịu lắm. Biết rồi. Đứng dậy, qua đây để tôi thách đấu với. Chờ, cái gì kỳ vậy? Qua đây. Rồi. Cái gì vậy? Bây giờ mình nói đi, tôi trả lời hết cho mình nghe. Ra mồ hôi tay, mồ hôi chân là ăn thịt dê đúng không? Đúng. Vậy thì đau bụng mình ăn cái gì? Xức dầu được không? Chà. Ta hỏi ăn cái gì? Nó nghe nè. Tôi là tôi thần tượng anh lắm. Anh là người tốt bụng. Đúng. Nhưng mà hôm nay tôi rất thất vọng vậy anh. Thôi ra mão ở cái xe hủ tiếu người ta đi. Cảm ơn, vô trả lời đi. Hay quá ha, để chửi vô mặt á. Bà này sao bà giống người tòa án quá. Dạ sao chị? Ăn gì? Bệnh gì chị? Đau bụng. Trời ơi, thì đau bụng thì dễ thôi, thì cũng là thịt dê đó. Nhưng mà bây giờ mình không bỏ đương quy nữa mà bỏ đậu đen nè, rồi thêm một vài vị thuốc khác vô nữa, mình cũng hầm mình chưng lên rồi mình uống lại bớt đau bụng. Thiệt không? Trời ơi, cái này là cái bằng lương y tôi học đàng hoàng mà chị, dám nói giỡn với chị hả? Anh, vậy nếu như mà... Khoan đã, trả lời xong chưa? Qua đây. Trời ơi, cái gì vậy? Sao giống để vậy? Để tôi thách đấu với bà, anh qua đây. À, định thách đấu với tôi với vậy? Qua đây! Cái gì mà giống đi qua bà đây. Gì trời? Bây giờ, mình muốn hỏi cái gì? Tôi trả lời cho mình. Hai bệnh kia là đều ăn thịt dê. Ừ. Vậy còn nếu như mà... đau ruột thừa thì mình ăn cái gì? Quá dễ. Sao? Biết không? Đau ruột thừa ăn hộp ỏi. Ăn hộp gì vậy ông nội? Cho nó đụng cái ruột thừa ra. Khùng điên gì đâu á. Mày ra chợ mày mua đi 8kg bầu viên mà ăn luôn đi. Vô trả lời giùm tao. Nhiều chuyện chứ sợ rồi. Nãy giờ hai người làm tôi chóng mặt. Dạ để em thách đấu chị. Dạ bây giờ chị hỏi lại đi. Đau ruột thừa mình ăn cái gì cho nó hết? Đau ruột thừa mình không cần ăn gì hết. Tại sao? Vô bệnh viện mổ. Dạ. Chị hỏi đố tôi hả? Đau rồi thừa ăn gì nữa hả chị? Trời đất ơi, đâu vô mà sùng sọc rồi nghi ngờ người kia. Ủa tôi giờ có cần thêm cái bằng cho chị coi không? Có đúng. Cần không? Đau ruột thừa không mổ, chết như chơi. Ờ. Chính xác. Rồi chị tin chưa? Chị tin tôi là lương y chưa?
anh trời, em tin anh là lương y rồi đó anh. Bây giờ mình ăn cái gì cho da nó đẹp? Cái da mặt chị hả? Bây giờ có em có một bệnh này nữa mà ai cũng nói em á, mà em không biết sao em chữa. Giờ anh có cái gì mà ăn vô để cho em có duyên không? Có. Bỏ cái bầu viên rồi qua nha, em ăn hoài không có nghe gì hết trơn á. Có. Cái gì anh? Chị lấy luôn thằng bán hủ tiếu bầu viên á, cho nó có duyên. Hai ngày nào cũng hửi mùi cho nó duyên. Trời đất ơi, vô quá người ta làm mày thấy ghê, bịt mặt tùm lum la, cuối cùng nghi ngờ nọ. Giờ cái nỗi lương y mà cũng tin luôn đó. Không phải, tại vì em hỏi anh coi tốt không. Em á, em là đường em là trợ lý tổ trưởng tổ phụ nữ. À. Mà bây giờ á, trong cái xóm của em á, bây giờ có một người á, chồng đi xa. À. Đúng không? Mà người ta mới đẻ nữa. Thì em là tổ là trợ lý mà em phải quan tâm tới người ta. Rồi em thấy nó hả, suốt ngày cái ông này ổng vô hoài à. Vô nhà người ta mà người ta là ở nhà không có chồng bên. Thì em phải nghi chứ. Vô chồng làm gì mấy tiếng đồng hồ mà nhỏ nó rên nữa, nhỏ rên kỳ cục lắm. Trời ơi. Em phải hiểu lầm chứ ơi, anh. Chị ngồi xuống giùm tôi cái đi. Tôi nói chị nghe nè, chị muốn quan tâm người ta là chị phải tới tận nhà người ta, rồi chị vô nhà ta chị đưa quà em muốn thăm. Vô rồi em cầm quà em vô rồi, em vừa tới cửa là em nghe nó rên là em dội ngược về liền chứ bộ. Trời ơi, chị đứng ở ngoài chị rình chị nghe không mà chị suy nghĩ bậy bạ, cùng theo dõi tới đây cực không. Trời ơi, em đứng ở ngoài mà em tưởng tượng đủ thứ thì có nhiều khi em không dám nói cái tưởng tượng em ra đâu. Thì gớm mà bây giờ là hiểu chưa, bây giờ là hiểu chưa? Hơi à, bây giờ tức là người ta không có gì đúng không? Chắc vậy á. Mệt gì đâu, thôi đi uống nước đi nè. Còn mày á, chút tao vô tao nấu cho mấy món rồi đem qua nhà nó cho nó ăn bớt đầu bụng. Anh gì nữa? Bây giờ em có ý kiến gì vậy? Sao? Cái chai này nè, hồi nãy em kêu ra đầu tiên á. Chai xì tinh. Đúng rồi. Nó đổ thì nhiều em uống ít lắm, bây giờ mình khỏi tính tiền được không? Thôi được rồi, để cái chai nước đó đi, tôi khao mình. Trời ơi, bà mắc cỡ. Trời ơi, sao gì có chai xì tinh mà dễ dụ như vậy? Bậy bà, người ta có bạn trai rồi. Ủa? Gì? Đừng nói bậy nha, tôi chưa có bạn trai đâu đó. Hiểu luôn, trả chỗ này, đó. Qua thách đấu bà đi, đó. Hai đứa đấu nhau đấu vật. Thôi dập cũng lại đâu. Trời ơi, trời ơi, phải chuyển 180 độ với dịu dàng để gớm không? Đâu có, tôi nói là mình không có giật, không có giật lại tôi đâu. Hiểu ha. À, đó, vụ việc là vậy đó, giờ mình tin tôi chưa? Tin thì tin rồi, nhưng mà biết sao không, nói cho rút kinh nghiệm nha. Bây giờ á, vợ người ta, người chồng người ta đi xa, người ta để vợ ở nhà mình á, mình có lo gì nữa thì chạy tới nhờ chị em phụ nữ người ta lo giùm, chứ để tránh cái sự hiểu lầm, hiểu không? Chứ để vậy bà con người ta dị nghị đâu phải mình tôi đâu, nhiều người nói lắm tôi mới để ý tôi đi theo dõi đó. Đúng rồi, thằng Tuấn nó cũng kỳ nữa hiểu không? Nhiều khi với bạn bè nó tưởng thân quá nó không để ý mấy chuyện này, mà cái chị... Đúng rồi, nhiều khi bạn bè không để ý mà hàng xóm người ta nhìn vô người ta để ý, người ta dị nghị thì sao? Chị Lan nói đúng á. Ừ. Để tao gọi toàn thể tao nói thằng Tuấn lại cho nó biết. Đúng câu, rồi. Thôi biết rồi, tại vì á mới lúc đầu á là cũng định nhờ Lan này chứ ai. Trời, nhưng mà quỷ sớm, sao chịu nhờ sớm thì trời ơi, theo dõi trời. Mà tại Lan tự nhiên thấy ai mà cứ rình thấy hoài, chưa kịp báo với Lan nhưng mà cái người đó lại là Lan mới là đó, đó là bất ngờ chứ. Trời ơi, hai người nói chung cũng thần giao cách cảm ghê nơi luôn ta. Bởi vậy thôi, mọi hiểu lầm đã giải tỏa được rồi. À, Lan xin phép Lan về nha. À, làm gì ạ? À, biết làm gì không? Nó chơi lùa dịch. Lan đừng có về. Tôi định mời Lan đi ăn chè. Thôi không ăn chè đâu, sợ mập lắm. Ủa vậy chứ Lan thích gì? Tới đi coi phim nha. Đi coi phim hả? Ở rạp nào? À, ở đâu cũng được hết trơn hết á. Vậy hả? À, vậy tối nay mấy giờ? Mấy giờ qua rước tôi cũng được hết trơn á. Thôi khỏi cần mấy giờ, đi ngay bây giờ được không? Đi liền giờ luôn hả? Nó nghe nè, sao bao nhiêu năm nay để ý tôi phải không? Mà tại biết sao không? Tôi để ý Lan lâu rồi mà tôi ngại quá, tôi không có dám nói. Trời ơi, không chịu nói đi, tôi cũng để ý đâu rồi, bộ đâu dám nói đâu. Dịu dàng xíu Lan ơi. Nghe nè, Lan nói đúng á. Tao nghĩ là tình yêu á là mày phải nên nói. Tình yêu mà cứ giấu hoài sao tao biết được. Tình yêu là phải thổ lộ. Đúng. Chết cha, tôi sực nhớ ra. Gì vậy? Tôi cũng chưa nói tiếng yêu đầu đời của tôi nữa. Với ai? Giờ nói đi. Đúng rồi,
kỳ này tôi nhất định tôi sẽ qua tôi thổ lộ tiếng yêu đầu đời của tôi với ai? Chị Tư thịt cày hả? Nhớ nói đó nha. Thôi tạm biệt danh, tụi tôi đi coi phim đây. Thiệt là hạnh phúc.